Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay thì Khoai sẽ dẫn mọi người tiếp tục tham gia lễ hội KT của đồng bào Chăm. Mình sẽ cùng nhau đi lên trên tháp Chăm nè. Xong rồi mình sẽ cùng nhau đi với các cô, các bà để mà dâng lễ lên cho thần linh. Đi vào lúc ban đêm luôn nha mọi người. Đường hơi sình mọi người ơi. Vừa quá à. Dạ. Ra phải chưa? Vừa quá đi nữa. Và đặc biệt là mình sẽ cùng nhau nấu rất là nhiều món ăn ngon, những cái đặc sản địa phương, cũng như nhiều hoạt động thú vị khác. Mọi người nếu mà chưa có đăng ký kênh á, thì nhớ bấm đăng ký, bấm like ủng hộ Khoai nha. Bây giờ thì chúc mọi người xem clip vui. Và hy vọng rằng mọi người sẽ thích clip này, cũng như là để lại những bình luận thú vị ở bên dưới. Năm tám 81 kinh hả? Kinh rồi. Ôi, cái đầu lắm đây, giờ ba anh tư chưa? Đâu đâu rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là chị Út. Lá này lá gì vậy chị? À, da đá. Da đá hả? Dạ, cây da đá. Chị đang hái đọt cây da đá. Cái lá này nó hơi chát chát, giòn giòn mềm mềm, để ăn với mắm nêm, mắm cá ngon lắm. Thì mọi người cũng đã đoán được chiều nay mình ăn món gì rồi đúng không? Mất vừa mất. Để em lượm cho. Chiều nay mình sẽ ăn Chú Vin, Chú Vin mắm nêm. Ôi, có chiếc xe hơi đi vô trong đây luôn. Lá này là của nhà hàng xóm nha mọi người. Mình chỉ hái đợt non thôi, chứ lá già ăn không có được đâu. Nè chị bỏ đây cho dễ nè. Lá nó càng non nó càng ngon mọi người. Ôi, chị xách ghế đi đâu nữa kìa. Cái gì vậy? Cái trái hả? Dạ. Ôi ôi, có trái nè mọi người ơi. Kìa kìa, phải không? Đây nè. Dạ, còn trái nữa anh. Da đá thiệt luôn, tại vì da nó giống cục đá với mọi người. Cho nên chắc là đó là lý do. Dạ, em cảm ơn. Rất chi là chua. Sao giống giống trái nhãn quá vậy? Em ăn đi, em ăn trước đi. Trái nó chín là nó sẽ khô như vậy nè. À, nó có cái nhân giữa hả? Dạ. Đây là trái da đá của mình, nó còn hơi xanh. Cao quá. Nhìn nó nhỏ như cái trứng chim á. Em nghĩ rồi, quả nè, nè, thấy nè. Nó màu trắng nè. Anh cắn hồ viên hột bên trong nó bùi bùi nữa. Cái nhân ở trong nó giống như trái dâu á mọi người. Mà nó chua lắm, bà ơi. Ngon. Rất là ngon. Chua nhưng mà ngon. Ngon. Trời ơi, chảy nước miếng luôn á. Em nói rồi, trái của em rất là ngon. Nhưng mà cái trái của nó là chua nha mọi người, nhưng mà cái đọt nó lại chát. Đây là cái đọt của cây da đá. Nó lại chát chát thơm thơm. Cái trái với cái đọt trái ngược nhau ghê, mà nó giòn rất là thích nha. Một chùm trái luôn nè. Mọi người kêu có một chùm trái trên đọt. Trái này còn sống nhăn à. Ăn là chua lắm luôn á. Hôm nay là ngày vui cho nên mấy anh thanh niên trong làng ai cũng say hết. Gãy sập sập tường. Hả, sao đi đâu mày cũng đi theo vậy? Lãng lãng. Đỏ đỏ nhất á. Ăn thì có lửa trái xanh giống hồi nãy. Vũ nó quyết tâm leo lên để hái cho trái chín cho bằng được. Tại vì nó kêu là ngày chín ăn ngon lắm. Con cảm ơn cô, con trái thôi. Cái đỏ nhất á anh. Dạ dạ. Cà phê bơ đây là lớn nè. Dạ. Thì bỏ gỗ đi ha. Em lấy trái đỏ ăn thử nha. Là trái này đúng không? Ừ. Đây mình sẽ thử ăn trái chín nha. Xem lấy. Trái này ngọt. Ngon hả? Ít. Ngon. Dạ. Ít bắt thử. Bà ăn thử đi. Mình ăn nhìn nó thì tưởng nó là trái nhãn, giống trái nhãn nhưng mà ăn vô thì vị giống trái dâu. Ngọt. Trái dâu già. Ngọt sao bà nhăn mặt vậy? Ngọt, trái ngọt này. Bà chảy nước mắt luôn kìa. Ngọt đại đưa. Ngọt. Trái này xanh lè luôn mà. Không chua mới là ăn thử chị. Phải lá chùm ruột.
Này chưa, trái dính đôi nè. Ôi, hai trái này dính lẹo với nhau luôn. Giờ con xin, nó xin đôi nè. Đây là trái có màu đỏ, mọi người mình sẽ ăn thử nha. Trái ruột ở trong màu trắng nè. Ngọt. Ngọt phải không? Ngọt phải không? Trái đỏ ngọt mọi người. Ăn chua. Mà nó không phải ngọt đậm nha. Ngọt lạt lạt. Nó đầy luôn. Lai lai giữa trái vải và trái dâu. Trái dâu da. Mình ăn hộp được luôn không bà? Mình có ăn được hộp được không? Chồng chị ăn cả hộp rồi luôn. Ở hộp cứng ngắt hả? Hộp cứng hồi nãy trái xanh thì nhai được, còn trái chín rồi hộp cứng lắm. Chồng chị á cắn nhai. Trời ơi thấy ngon. Mà mình ăn không được. Nè, tiếp theo là mình sẽ hái lá chùm ruột, đọt lá chùm ruột nó ăn ngon nha mọi người, chấm mắm ăn đã lắm. Mà phải non mới ngon, còn già rồi ăn được đâu. À. Nhưng mà nó cũng hơi già hả chị? Mấy lá này già quá. Già quá phải đấy. Già quá. Gọi là cây chùm ruột thì mọi người thấy trái nó giống như cái đùm ruột nè. Ở đây mình có mấy trái me non. Trái me non. Mọi người thấy không? Đang mùa me nè. Bỏ miếng đường vô ha. Bột ngọt. Đường bột ngọt. Lát mình bỏ mắm vô sau hả chị? Đúng rồi. Chừng nào mình giả nhuyễn ớt với lại hả? Đường bột ngọt xong. Chút bỏ me vô giả. Đâu mà bỏ me vô mình đã nhuyễn nữa. Trời ơi nghe mùi ớt. Tự nhiên chạy nước miếng. Chị chim ruột. Chua lắm. Chị ăn thử vào trái đi. Chua chua chát chát. Thôi mình đâm nhuyễn me non vô luôn. Mình không cần chanh đâu ha. Mình có me chua rồi. Không cần chanh. Dạ. Thơm ạ. Và phải me non mới ngon nha mọi người. Me già nó chát lắm. Me già nó có hột á. Nó hết ngon rồi, me non ngon hơn. Thêm miếng đường nữa ha. Sữa nó mặn. Dạ. Mắm này là mắm cái mọi người nên mặn lắm. Mắm chưa có pha. Cho nên mắm nó mặn, mình phải bỏ đường để nó cân bằng lại. Này là mắm cá cơm mọi người. Mắm cá cơm. Mọi người thấy còn nguyên con cá cơm đó. Cứ vô đồ nguyên chất. Me thì nó chua, ớt thì nó cay. Mình đâu bỏ tỏi hả? Không bỏ tỏi. Chỉ me, ớt với lại đường bột ngọt rồi thôi. Dạ. Ngon á, này ngon á. Là chút mình tự nướng nữa hả? Ủa sao vậy? Ê, mua mắm ruốc làm chi vậy? À, Vũ mới đi xong rồi Vũ mua cho mình một cái bánh tráng mắm ruốc đặc sản của người dân đây. Bà ăn không? Ăn đi con, ăn đi. Dạ, bà. Rất là thơm mùi mắm ruốc. Trong đây khoai hay là có cả bắp cải, có tương ớt, có hành lá, có trứng. Có thơm mùi xả nữa. Món này thì ở Sài Gòn á, mọi người cũng có thể kiếm mua được rất nhiều chỗ. Nhưng mà gói một cái lá chuối dễ thương không? Đây, chị Út sẽ nướng bánh tráng mè để chấm với mắm ruốc. Đúng rồi. Hoặc là mình ăn với mắm nêm cũng được. Tài sản phân ra. Hết hồn. Nhiều mè này nướng nó mới thơm này. Với này nó cũng dày hơn bánh tráng nhúng. Lát nữa mình sẽ có hai loại bánh tráng đó mọi người. Cái bánh tráng nướng này
với lại cái bánh tráng mỏng hơn thì mình sẽ nhúng để cuốn với lại rau. Giờ mọi người đang chuẩn bị cơm chiều. Tép rim. Thịt lúc trưa hâm nướng lại. Cộng với một con gà luộc bên kia nữa. Lễ KT mà mọi người tới nhà người trong thì mọi người sẽ được ăn thịt gà với thịt vịt đã đời luôn. Tại vì gà và vịt là hai cái món ăn được dâng lên cúng nhiều nhất. Đang nướng tôm. Giờ mọi người sẽ chuẩn bị ăn chiều. Ăn xong rồi bắt đầu đi lễ lên trên chỗ đình. Mình sẽ lấy bánh tráng ướt nè. Xong rồi lấy cái đọt lá da đá bỏ vô. Bỏ dưa leo vô. Cuốn lại xong rồi chấm mắm là ngon. Cái lá chè đá rất là thơm, giòn giòn. Ủa mắm cay quá, nhưng mà ngon, cay cay chua chua, ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi mắm. Món này ngon mọi người ơi. Chị Út chuyển sang trộn vô cái tô rồi. Thì nó ngon. Cái chén là không xi nhê, không đủ. Đúng rồi, để ăn bắp mới ngon anh. Giới thiệu mọi người, đây là chị Ba. Là người gọi là mới đi karaoke về. Vô cùng chuyên nghiệp trong việc ăn lá da đá. Chị đã chuẩn bị một cái tô rất bự. Chuyên nghiệp ăn lá các bạn. Ai chưa? Ba mới chuyên nghiệp. Hai chị xé lá vô luôn. Sáng nó tân thành biển tân bôn tổ ca tân quan tân biển mai tân 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 lại tân tân đổ nhau tân làm đưa chưa cả hai cầu kia thọ tổ đấy. Bằng tập phong qua đồ đồ chỉ loan. Hai bà mỗi bà một tô. Ủa ba kìa. Ba ăn cơ bà. À, bà đang đem cái cây hả? À, đem đồ lễ đúng không? Dạ. Mì quay á. Dạ. Lấy mưa cầm dù theo nhé. Dạ. Dạ bà. Bơ làm kiên kiên. Mọi người có thấy người chuyên nghiệp làm nhìn cái tô là biết liền. Anh hai ăn cơm trộn. Cơm trộn à, đây người gọi là cơm trộn của người Chăm trên mình. Chết là thằng ăn. Bác vừa. Vừa ăn không? Súp bánh tráng với lại cái cơm trộn này ăn cũng ngon lắm mọi người. Bánh tráng nướng. Hồi nãy mấy chị kêu là chị toàn là trộn bằng cái nồi nấu bánh tép á. Nãy mấy chị nói á. Bà đang thay đồ, thay áo dài ra để chuẩn bị đi dâng lễ. Đây là lễ vật mà mấy bà sẽ chuẩn bị dâng lên cho nữ thần Bô Nương Thịnh. Mọi người sẽ trong đây sẽ có trứng, có bơ, có trái cây, có bánh. Đặc biệt là phải có một bịch trầu cao. Đây, trầu cao bỏ trong đây. Cô nào cũng mang theo một cái lá chuối để trong giỏ. Lá chuối tác dụng là sẽ lót lên cái mâm. Sau đó mới lót đồ lễ lên. Và có một cái cọng rất là đặc biệt nè mọi người. Đây là sáp ong. Cầm được mà đúng không em? Có sao không? Dạ. Cầm được hả? Dạ. Đây là sáp ong. Phải cúng sáp ong hay là có ý nghĩa gì sáp ong không? Dạ không, cái sáp ong nghĩa không có nghĩa gì mà bên đây là phải có sáp ong mới được. Sáp ong thứ nhất nó đốt lên nó thơm. À giống như đèn cầy. Dạ, nhưng mà không có đốt đèn cầy. Nó sẽ thơm hơn. À. Bây giờ Khoai sẽ đi theo bà
các bà sẽ đội giỏ để đi ra ngoài đình để mà cúng với lại nữ thần. Đình là nơi mà hồi nãy mọi người sẽ nhìn thấy cái y chang được gửi lại lúc trưa. Y chang sẽ ở lại trong đình đó khoảng tới ngày mai, người ta sẽ chuyển y chang đó lên trên tháp. Mà hôm nay trời sấm chớp quá. Đường hơi sình cho nên cẩn thận. Lễ vật là mình phải đội lên trên đầu ha bà. Sách cũng được. Dạ. Đường hơi sình mọi người ơi. Vừa quá à. Dạ. Sao mày chưa? Vừa quá đây nước nhiều. Dạ. Quá. Thật ra việc đội lễ vật lên đầu á, một phần là thể hiện tôn kính, sự trân trọng với lễ vật. Một phần nữa là vì phụ nữ Chăm á mọi người có thói quen đội vật nặng lên đầu. Từ xưa đến giờ người ta có thể đội rất là mấy chục ký trên đầu để đem ra chợ bán, đem lấy nước về nhà hồi xưa, đem đồ ra sông giặt. Tất nhiên là nếu mà không đội mình cũng có thể xách tay được, không sao cả. Dạ. Mưa lớn mọi người ơi, mưa quá lớn luôn. Có mang theo một cây dù để mấy cô mấy bà che được tí xíu nào hay tí xíu đó. Vì trời mưa cho nên mấy cô mấy bà sẽ quyết định là trú mưa trong tiệm tạp hóa. Bà sẽ có một cái khăn quấn tròn lại, sau đó sẽ để lên tóc. Bây giờ thì các cô đã đến được cái nơi để y chang của Đức Mẹ xứ sở Bô Nương Khình. Và mấy cô sẽ vô trong để mà bày cái mâm lễ của mình ra. Bà sẽ lót cái lá chuối ở phía dưới, sau đó để trái cây vô. Trong đây là phải có 5 lá trầu. 5 lá trầu cao. Dạ. 3 cái trứng, đó là điều mà cần có đầu tiên trong mâm lễ. Tiếp theo đó là mình sẽ cần phải có trái cây, rượu và nước uống tùy theo những gì mình có, mình có thể xếp vào trong mâm. À, năm rồi cô cầu cái gì vậy? Năm nào cô cũng cầu cho con cái đi làm vô Sài Gòn, làm ăn, đi xe, đi gì thuận lợi. Dạ. Làm đâu hơn đó. Mình cầu xong rồi mình đi trả lễ ha. Dạ. Dạ. Còn chị năm rồi chị cầu gì mà nay ra trả lễ vậy? Chị cầu hả? Chị cầu năm mới làm ăn phát đạt, con gái đàng hoàng, học hành đàng hoàng. Dạ. Làm lúa được lúa, trồng bắp được bắp. Năm nào mình cũng ra trả lễ hết hả? Năm dạ. Nào cũng đi, năm dạ. Nào cũng đi. Dạ. Mọi người sẽ thấy là cứ năm nào các cô cũng sẽ ra đây để mà cầu nguyện. Có thể là cầu rất là nhiều điều khác nhau trong cuộc sống. Và sau khi cái điều đó trở thành sự thật, hoặc là kể cả nó không thành sự thật đi chăng nữa, thì các cô sẽ mang một cái mâm lễ đến đây vào ngày KT mỗi năm để mà dâng lên cho nữ thần. Mọi người sẽ thấy có mấy chú người rất lây. Người rất lây như hồi nãy Khoai có nói là dân tộc anh em với người Chăm á. Mấy chú người rất lây sẽ phụ trách giữ trang phục y chang.
Cho nên là ở đây có một cái mâm nhỏ nhỏ để mà đãi các chú người rất lây. Ở đây có mấy em nhỏ thì mấy em sẽ ngồi đây để chờ để được lấy những cái lễ sau khi đã cúng xong. Cái gì nhất trong mâm lễ, trái cây hay trứng hay là bánh? Bánh. Thích ăn bánh nhất hả? Chiều tới giờ ăn được mấy cái bánh rồi? Ba cái bánh. Mấy cái trứng? 4 cái trứng. No chưa? Chưa no luôn, 4 cái trứng luôn mà chưa no. Đây chỉ là nơi mà Y Chang được đặt tạm qua đêm, và sáng ngày hôm sau Y Chang sẽ được mang lên khu đền tháp để mặc lên cho thần linh hoặc là mặc lên cho tượng của một vị vua nào đó. Trong clip là ngôi đền tháp thờ vua Boromir, là vị vua cuối cùng của người Chăm. Nếu mọi người để ý một chút á, thì mọi người sẽ thấy cứ mỗi khu đền tháp thì người Chăm sẽ thờ một vị thần hoặc một vị vua khác nhau. Và cứ hàng năm bà con sẽ có thể đi lên trên cái khu tháp này vào lễ hội KT để cầu nguyện một cái điều gì đó, hoặc có thể đi lên đây để mà trả lễ khi mà cái điều mà người ta cầu nguyện trở thành hiện thực. Mọi người sẽ thức dậy từ rất sớm và đi bộ từ dưới chân tháp lên trên đỉnh tháp, mang theo lễ vật trên đầu. Trong lễ vật thì thường sẽ có gà nè, có trái cây, có cơm, có các sản vật địa phương, và có một cái nhành hoa điệp cúng. Mọi người sẽ ngồi nghiêm trang xung quanh khu tháp đợi tới lượt mình làm lễ. Tinh khoai đi, nếu mà có dịp mọi người tham gia lễ hội KT của người Chăm theo đạo Bà La Môn thì những cái khu đền tháp là nơi mà mọi người nên đến, vì cái không khí nơi đây, cái âm thanh nơi đây, con người nơi đây khiến cho mình cảm giác được cái sự linh thiêng và cái sự đặc biệt của lễ hội KT. Đây là tác phẩm bánh tét của mọi người làm ngày hôm qua. Cái bánh này nhân hơi lệch một xíu. Nhưng mà mềm quá ha, dẻo quá nè. Ngon lắm. Dạ. Đầy quá, cái chuyện nó rớt á. Ăn bánh tét bằng đũa nè mọi người. Chị kêu là sợ dính tay nên chị lấy ra đũa chị ăn. Cầm tay luôn, trời đang mưa lớn quá, nghe tiếng rầm không? Ngon. Béo hay là dẻo hay là thơm chứ? Rồi chị Út ăn thấy sao? Dẻo. Dẻo lắm. Ngon. Bánh tét mình gói mà mình phải ăn thử đúng không? Đúng rồi, phải ăn ai ngon hay. Bà thấy sao?
Ngon. Để có ăn thử mí nha. Không có gì hết, thử đi. Dạ. Anh coi giống như cho mọi người tự đọc trước vậy á. Dẻo. Dạ. Tự nhiên bánh tét cái lại nhớ Tết. Quê con Tết âm lịch thì người ta hay gói bánh tét. Dạ. Trời mưa cho nên mọi người ngồi lại chơi lô tô. 63 5 61 Dùng gạo hả? Dùng gạo để đánh dấu hả? Sao thấy được? 63 32 không kịp nói nha. Số 5 75 Số 2 Nãy nói có ai mà chơi lượt 6 tờ đâu. 31 Thấy có 2 tờ. 89 Nói trúng người rồi. 58 81 Kinh! Ơ! Kinh rồi! Ôi! Kinh là lắm nha! Đây giờ 34 chừa! 34 chừa! 38 Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.